Thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng hôm nay là dụ ngôn về một tiệc cưới lớn. Tiệc cưới có tính cách vương giả. Tiệc cưới do nhà vua tổ chức cho con trai của mình và mời rất đông thực khách với những thành phần khác nhau. Chúa Giêsu kể một cái dụ ngôn như thế, nó cũng hợp với cái thói quen của người Do Thái. Tiệc cưới đối với họ không có xa lạ gì. Chúa kể cái dụ ngôn này thì người ta cũng dễ hiểu ngay là Chúa muốn nói tới cái mối tương quan của nhà vua là chủ tiệc với các khách mời, để ám chỉ cái mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân Do Thái, đúng hơn là với các thượng tế và các kỳ mục, những nhà lãnh đạo tôn giáo. Được mời dự tiệc nước trời là một hạnh phúc lớn lao và rất ý nghĩa, rất vinh dự. Thế nhưng thật đáng tiếc và đáng buồn nữa, vì những khách được mời là dân Do Thái, là các nhà lãnh đạo tôn giáo, là các kinh sư, các thượng tế đó, lại không chịu đến, lại từ chối cái lời mời của Thiên Chúa. Họ thẳng thừng phản bác, chống lại, không đếm xỉa gì tới lời mời của Thiên Chúa. Họ viện cớ là phải lo làm ăn buôn bán, bận rộn với việc đi thăm nông trại, thậm chí là còn bắt cả các đầy tớ là những người sai đi để nhục mạ, hành hạ cho đến chết. Những cái phản ứng của những người được mời là như thế. Và như thế họ tự gạt mình ra khỏi cái mối tương quan với Thiên Chúa. Họ không quan tâm gì đến việc Thiên Chúa muốn cho họ được hưởng hạnh phúc nước trời. Nói cách khác là họ đã để cho những cái suy tính về của cải, về lợi lộc trần gian, về các sinh hoạt đời thường, nó chi phối cái cuộc sống của họ. Tuy nhiên trong dụ ngôn, Chúa Giêsu cũng nêu lên cái việc còn có những khách mời khác. Họ không được dự trù trước, nhưng đã chấp nhận lời mời. Và những người Do Thái, các nhà lãnh đạo, các kinh sư, những người đã được quen biết, đã được mời trước đó, phải nhường chỗ cho những sau này, là dân ngoại, là những khách mời đến sau. Thưa cộng đoàn, khi nghe lại cái dụ ngôn tiệc cưới hôm nay đó, thiết nghĩ là nó mang cái tính thời sự rất cao. Chúng ta ai cũng rất là quen biết những cái tiệc cưới, có khi được mời dự tiệc, có khi tổ chức tiệc. Thành ra cái dụ ngôn này nó có tính cách thời sự, nó quen. Và tôi nghe cái dụ ngôn này thì mình cũng dễ để mà lấy cái ý nghĩa của dụ ngôn này mà xem nó có gần gũi với cuộc sống của mình không. Và chúng ta thấy là nó cũng rất là thực tế và nó rất rất quen với cái cuộc sống của nhiều người trong chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có thể được đặt mình thành những cái khách được mời, những cái thành phần khách được mời khác nhau. Thì chúng ta đáp lại cái lời mời của Chúa như thế nào? Và cái bàn tiệc mà để ngay ở trong cái bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể là thánh lễ mà chúng ta cử hành. Hay ít nữa nếu chúng ta hiện diện trong cái ngày Chúa nhật, đó là bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể. Cho những ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa, mỗi lần trong thánh lễ giơ cao mình thánh lên, linh mục đều đọc cái câu đó như là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta biết
Chúng ta là những người có phúc. Chúng ta là những người thật sự là được Chúa mời. Nhưng mà chúng ta dự lễ ra sao? Chúng ta đáp lại cái lời mời của Chúa. Chúng ta đến với cái bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể như thế nào? Nhiều khi phải xem xét thì chúng ta thấy là nhìn nhận là phải đáng tiếc. Có những cái đáng tiếc. Đáng tiếc là vì đôi khi vẫn xảy ra cái tình trạng thờ ơ, cái thái độ hờ hững, coi nhẹ, thậm chí là từ chối cái việc tham dự thánh lễ, lấy đủ mọi thứ cớ để từ chối. Nhưng mà nếu mà cụ thể hơn nữa, chúng ta phải xem có khi mình không có thẳng thừng từ chối, nhưng mà mình đến tham dự thánh lễ, cái thái độ của mình, cái sự suy nghĩ của mình nhiều khi nó cũng chưa có đúng đáp ứng lại như cái mong muốn của Chúa. Là vì chúng ta vẫn để cho những cái lo toan ở đời nó chi phối. Ngồi ở nhà thờ dự lễ nhưng mà cũng chi tính là việc này, việc nọ, việc kia, công ăn việc làm sao, học hành con cái thế nào. Nhiều khi nó tối bụi với những cái lo toan đó. Không còn cái thời giờ hay là không còn cái sự thanh thản, bình tĩnh và ý thức khi dự thánh lễ. Công đồng Vatican II đã mời gọi chúng ta mỗi năm dự thánh lễ là phải có cái ý thức rõ ràng là chúng ta đến dự cái bàn tiệc của Chúa. Xem xét như thế chúng ta thấy là cái dụ ngôn hôm nay gần với chúng ta lắm.